Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền, Đây Đó Châu Âu. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay Huyền mời các bạn cùng với Huyền vào làm món bánh củ cải chiên trứng. Thành phần nguyên liệu thì gồm có bột gạo 350 g, bột năng 80 g, củ cải là một củ Huyền cắt ra phân nửa rồi Huyền bào cho nó nhuyễn một chút mình đem nấu đó các bạn, và lạc xưởng Huyền sẽ bỏ chung với lại bột, một muỗng muối, một chút xíu muối và 2 muỗng dầu. Trứng thì một lát khi nào mình làm xong mình đem nấu xong mình hấp, mình vô chuồng xong đó, sau đó mình hấp hấp chín rồi mình để nguội, và khi nào chiên thì mình sẽ cho trứng. Còn lạc xưởng này thì mình sẽ trộn chung với bột để Huyền nấu rất là ngon. Bây giờ bắt đầu, đầu tiên là mình sẽ đem nấu củ cải trắng nha, và một chút xíu muối. Và một đít nước. Bây giờ mình đem nấu nha các bạn. Cái này là lạc xưởng nè các bạn. Các bạn có lạc xưởng bỏ vô cũng được, còn không có cũng được, cũng không có quan trọng lắm. Mà nhà Huyền thì ăn phải có lạc xưởng, thành ra Huyền lấy 2 cái, Huyền cắt nhỏ nè các bạn. Sau đó Huyền sẽ lấy miếng dầu, Huyền khử cho nó thơm, trộn miếng tỏi cho nó thơm, rồi sau đó sẽ trộn vô cái với bột rồi mình quậy. Cái củ cải trắng nè, Huyền đã nấu xong rồi, nấu 15 phút cho nó mềm củ cải. Bây giờ mình đi trộn bột. Cái này là 350 g bột gạo. Cái này là bột năng nha các bạn, bột năng 80 g. Nếu có bột năng thì cho bột năng, còn không có mình không cho cũng được, bột gạo không cũng được. Cái này là đặc sản mình cho hết chưa? Lạc xưởng Huyền cũng chiên sơ, mình khỏi cho dầu, tự cái lạc xưởng nó ra dầu, khỏi cho dầu. Cái này mình cho 2 muỗng dầu, phải cho bột nó bóng. Trong cái bột này thì nó có một chút muối, các bạn cho thêm chút muỗng chút xíu đường vô cũng được.
mà Huyền không có cho, Huyền cho muối, một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình đi quậy trên bếp vô trùng nha các bạn. Bây giờ mình bỏ trên bếp đó để Huyền khuấy trùng, khuấy trùng cho nó hơi đặc một chút, bắt đầu mình bỏ qua cái nồi để mình hấp. Sau khi mình hấp xong đó, rồi mình phải để nguội, mình hấp chắc cũng phải 25 phút để nguội rồi mình mới đem ra mình cắt miếng để mình chiên với trứng đó. Giờ mình quậy như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ cho trong cái khay nhôm á, mình chát dầu á, xong rồi bắt đầu mình hấp như vậy là được, tại mình còn hấp nữa. Bây giờ Quyền đã làm xong, đã hấp chín rồi nè. Quyền hấp được hai dĩ nha. Thì có gồm có 350g bột gạo và 80g bột năng. Củ cải thì Quyền làm nửa củ với lại 1 lít nước. Mình nấu củ cải cho nó mềm xong đó, bắt đầu mình bỏ vô mình nấu, mình vô trùng ở trên bếp và sau đó mình sẽ hấp. Bây giờ mình phải để nguội, khi nào nguội thật nguội bắt đầu mình cắt ra, mình bắt đầu mình chiên. Mình chiên thì chiên với trứng, còn cái củ cải trắng này với cà rốt là mình làm chua, làm chua mình làm với sốt của nó là nước tương với giấm với đường, cho một chút ớt nữa là ăn nước tương, không ăn nước mắm nha các bạn. Ok, khi nào nguội bắt đầu mình chiên. Cái bánh đúc bây giờ bột chiên của Huyền đã làm xong rồi, đã nguội rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên. Và trước khi chiên thì mình phải cắt nhỏ nha, cắt nhỏ để cho nó thấm với lại dầu với trứng. Thấm cho nhỏ. Cái này trong đây là có lạc xưởng nè các bạn. Cho lạc xưởng ngon hơn đó. Huyền nhà mình hay cho lạc xưởng. Mình cắt làm bốn.
Rồi sau đó mình sẽ đem chiên. Mình chiên với hột gà. Khi nào mình thấy nó vàng vàng xong rồi bắt đầu mình bỏ hột gà vô. Nhưng mà sau khi mình cắt xong đó là mình trộn với lại một ít nước màu đó, để một lát nó màu nó vàng vàng nó đẹp hơn, nhìn nó ăn nó ngon hơn. Chiên một dĩa. Cái bánh này không sao, khi nào mình ăn thì mình đem ra chiên ăn nó mới ngon. Mình chiên sớm quá không ngon đâu. Ăn bao nhiêu là mình chiên bấy nhiêu. Không cần thiết phải phải chiên sớm. Với lại bánh này ăn cũng ngán lắm. Tại nó là chất bột á. Thành ra không có cần phải chiên nhiều đâu. Một cái dĩa bánh á, nó bán chừng mười mấy cái à. Là được. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn với nước màu nè các bạn. Nước màu mình cũng đã làm sẵn rồi. Trộn một tí nước màu vô, một lát nữa mình thấy nó cái màu nó rất là đẹp. Mình để cho nó thấm rồi bắt đầu mình đem chiên. Bạn đừng có sợ cái nước màu này vô là nó ăn nghe mùi nước màu, không có đâu. Cái bột bánh chiên này á, mình làm nhiều lần lắm rồi, nó không có ảnh hưởng gì đến cái mùi nước màu đâu. Bạn chiên lửa lớn lớn lên là nó mất tiêu luôn rồi, nó không có nghe mùi đâu. Một lát mình sẽ chiên với trứng nè, với hành, với tỏi. Còn cái nước cái này mình cũng đã làm xong rồi nè. Củ cải trắng với cà rốt mình cũng đã muối xong rồi. Mình cho ít giấm với đường vô trong cái giấm với đường. Còn cái nước sốt này thì mình cho đường với giấm với miếng ớt. Mình nêm nếm theo đúng gia vị của nhà mình ăn là xong. Khi nào mình chiên xong là bắt đầu là mình ăn được rồi. Bây giờ bắt đầu mình đem đi chiên nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên các bạn. Dầu nó bỏ vô rồi.
giờ mình chiên cho nó vàng các bạn. Nó nhiều dầu quá, lát mình bớt ra cũng được. Mình bỏ dầu nhiều mình chiên nó nhanh hơn. Bây giờ nó vàng rồi các bạn. Nếu mình muốn vàng nữa thì mình để vàng, còn không á mình để nó mềm á. Người thì thích ăn vàng thịt vàng, người thì thích ăn mềm. Mình để vàng chút nữa xong rồi bắt đầu mình bỏ trứng vô. Bỏ trứng xong rồi mình bỏ hành vô. Rồi mình đem ra được rồi. Mình thấy nó để vàng thấy nó ngon hơn đó. Để vàng ăn nó giòn giòn đó. Trong cái bột này thì nó có bột gạo là nhiều nhất. Bột gạo mình làm 350g bột gạo, 80g bột năng. Rồi mình trộn vô rồi mình quấy trùng lại nửa cái củ cải đó. Nửa cái củ cải rồi mình nấu ra. Mình bỏ củ cải vô ngon lắm các bạn. Mình mất thời gian một chút nhưng mà rất là ngon. Mình cho thêm sạch xưởng trong đây cũng ngon lắm. Ăn nó lạ lắm, lạ hơn những cái khác. Bây giờ mình bỏ trứng nè. Trứng tùy nha, mình thích ăn nhiều mình bỏ nhiều, mình thích ăn ít mình bỏ ít. Đây là ba cái trứng. Bây giờ được rồi các bạn, mình bỏ hành vô. Thank you.
Bánh bột chiên đã xong rồi nè các bạn. Mình múc ra dĩa. Mình cho một ít cải chua. Và nước tương, tương với giấm nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức bánh củ cải chiên trứng. Video của Quyền tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn vào video kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Đề Đói Châu Âu Cuộc Sống Áo. Chào tạm biệt các bạn. Chào, bye bye.